Mẹ ông bà đi đâu hết rồi? Ông bà nó đi bán hết làm rồi. Còn mỗi Trang cái này hai đứa trẻ con thôi. Của trên nhà thôi. Ni hao, 嘛, phải người Trung Quốc. Ăn bẩn sống lâu. Của sư Trung Quốc dân ha. Hello, má mì đâu? Ni hao à. Ủa sư Trung Quốc dẫn nè. Thế bây giờ này chú phỏng vấn nhanh một tí. Sau bao nhiêu năm xa gia đình, phát biểu cảm tưởng về bố mẹ. Cảm tưởng của cháu là vẫn bình thường. Không có gì nổi trội. Thế có nhớ bố mẹ không? Cháu có. Cháu có, nhớ nhiều lắm nhưng mà không có biết là làm gì cho hết nhớ. Thôi, không thì nhớ không chú. Ni hao, wo shi zhong guo ren. Lao shi hao, lao shi hao. Xie ji hao. Lao shi hao, wo shi zhong guo ren. Lao shi hao. Okay. Xie ji hao. Lao shi hao, wo shi zhong guo ren. A. Xie ji hao. Đã khóc nhà nè, đã khóc nhà. Đây để bà xem đây có. Không phải. Anh em phải lên đây luôn. Chị chờ chị chờ. Đây chưa nào? Phải ra đây mà có lâm trong nhà mấy cháu à. À có thấy lâm mua đấy chị đấy. Chị. Ủa chứ Trung Quốc dẫn. Thế mong mẹ tự mình có như đóng vali. Mi cao vượt nha. Thế mi nhìn hai đứa chụp ảnh nhau. Cháu sổ sống hơn lắm lắm. Mi người giỏi heo. To thì mày cứ phải hỏi.
sân bay bay gì ạ? Ni hao. Xong nhá. Ni hao. Này. Ni hao. Ừ, Thank you.